5 lời khuyên về hạnh phúc. Thứ nhất, trân trọng mọi thứ bạn đang có trong hiện tại, ngay bây giờ. Thứ hai, con người ta sống vốn chỉ là những trạng thái cảm xúc. Hãy nắm lấy hôm nay, xây dựng cho ngày mai và lưu giữ mãi ở những ngày sau. Thứ ba, chỉ cần bạn biết cảm nhận mọi thứ bằng trái tim thì hạnh phúc sẽ luôn luôn hiện hữu ở bên bạn. 4. Biết đủ là đủ. Tự hài lòng chính là hạnh phúc. Thứ 5. Chỉ cần có những người thân đồng hành với mình, có bạn bè quan tâm, thân thiết, có một cơ thể khỏe mạnh, chỉ như vậy thôi, bạn đã là người trong số những người hạnh phúc nhất thế giới. Cầu chúc các bạn cảm nhận được hạnh phúc chung quanh mình.